giờ của chú anh chị. Đầu video xin chúc của chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường số thuộc khu dân cư Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Chủ tài sản đang có nhu cầu bán, xin giới thiệu với cô chú anh chị. Căn nhà với diện tích ngang 4,5, chiều dài 20, công nhận trên sổ là 90m², trệt 2 lầu sân thượng, hiện trạng thì đang cho thuê. Về pháp lý thì sở hữu cá nhân, hoàn công đầy đủ giấy tờ để công chứng mua bán. Và hiện tại căn nhà này đang được chủ nhân chào bán là 11,5 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về kênh với số điện thoại 078 7572 158, số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về căn nhà này.